Hai, em xin chào mọi người nha. Chào mọi người quay lại kênh Đào Nghề Nhiệt 365 của em ha. Em xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ, giúp đỡ, góp ý, chia sẻ giúp em trong thời gian qua ha. Rồi cảm ơn anh Pháp, cảm ơn mọi người đã dành tí thời gian đăng ký kênh của em ha. Rồi quý khách nào á mà chưa đăng ký á, có xem mà chưa đăng ký á, vui lòng bấm đăng ký á để cập nhật những video và những sản phẩm mới bên em ha. Bấm cái đĩa đăng ký và bấm cái chuông bên cạnh đó mọi người. Nó cũng đơn giản lắm. Thí dụ mà chú mấy bác lớn tuổi á, hoặc là mấy anh mà không gành về điện thoại á, YouTube lắm á, thì nhờ em cháu mình nó bấm giùm. Mấy đứa nhỏ vậy nó hay lắm, nhờ là nó bấm giùm được chưa hả. Nó bấm đăng ký, bấm chuông là nó bấm cho mấy chú với mấy anh em à ha. Rồi em cũng không làm tốn thời gian của mọi người nữa ha. Thì cũng vẫn như mọi khi nha mọi người. Tổng đơn hàng lưu ý giùm em ha. Tổng đơn hàng 350k trở lên em xin bao ship COD luôn ha. Thì nói chung 350k cho đổ lên thì thường thường khoảng 2 món 3 món thì em sẽ hỗ trợ người tí vậy đó mà. Anh em mình chia sẻ qua lại mà. Thì tổng đơn hàng lưu ý giùm em nha. Tổng đơn hàng 350k đổ lên em xin bao ship COD nha. Rồi với thêm phần nữa là hàng em là hàng cũ đã qua sử dụng, hàng Nhật Bản cũ đã qua sử dụng, nên mọi người cố gắng nghe kỹ và xem kỹ cái phần mô tả giùm em ha. Tại thì mọi người biết rồi đó, hàng cũ thì nó sẽ có lỗi, những cái lỗi cơ bản, những lỗi của nó ha. Rồi nhưng mà hàng em thì cố gắng em lựa những hàng tương đối chất lượng nha. Chứ thì cái nào nó ngay thì những cái nào nó có lỗi thì em sẽ báo và em báo giá tốt cho mọi người dùng ha. Rồi em cũng không làm tốn thời gian mọi người nữa ha. Thì em xin chào chi tiết nha mọi người. Mọi người lưu ý giùm em nha, tổng đơn 350k em bao ship luôn nha, bao ship luôn. Thì khách em giờ là khách hàng thân thiết không à, nên những cái vấn đề đó mình hỗ trợ qua lại là chuyện bình thường không sao hết ha. Thì mã đầu tiên là mã 51 gồm A B C. ABC này đó là chữ T 17 nha. Tình trạng thì nó tương đồng nhau ha. Thì em để 60k trên cây. Thì em để đầu clip như vậy nè, là có nghĩa đó mọi người mà có mua kèm những sản phẩm sau đó thì nó tiện hơn ha. A B C. Còn cái cây mã 51 D này đó là nó 80k. Thì cái cây ba cây đầu này đó là nó đầu 17 ha. Nó tình trạng còn khá đẹp nha, ok hết nha. Còn cái cây mà D nè, 51 D này đó là 80k là đầu 14. Đầu 14. Thì lý do nó mắc hơn cây kia đó là nó hiệu to, với thứ hai nữa nó dày, nó bự hơn, nó lớn hơn chút ha. Để em đòi mọi người tham khảo ha. Đeo mọi người tham khảo xong rồi các em cho mọi người xem cái đầu của nó. Đây cái cây dài nhất của nó đó. Này là 26cm ha. Rồi cái cán của nó là cán nó dài lắm. Cán của nó tới cũng 26 luôn. Nó gần như là song song luôn, tương đồng luôn. Rồi cái cây á, cái cây mà 17, đầu 17 nó ngắn hơn. Đầu 17 cái tay của nó là khoảng 18. Cái mình của nó khoảng 18 luôn ha. Đây em cho mọi người xem cái đầu nè. Thì bề ngoài là nó tương đồng nhau hết ha. Không lỗi lầm nha. Hàng bãi thì nó có hoen chút ít nha. Có hiệu hết đây nha mọi người. Asahi nè, Mod nè, MOK này kia đâu đó nha, MOK rồi đó. Nè mọi người xem cái đầu giùm em nè. Ok lắm nha. Khóc góc cạnh này kia là còn ok hết. Không móp méo, không cắn móp nha. Không tét nha. Em đảm bảo là ok nha. Rồi mã đầu tiên, mã 51A, 51B, 51C là 60k trên cây, đầu 17. Mã 51D là 80k trên cây, đầu 14 ha. Lý do là nó bự hơn, nó lớn hơn chứ nó hiệu to. Rồi, số kế tiếp. Số kế tiếp là số 52, một cây mỏ lết của top nha. Thì cái cây này đó là nó xây 7AG. Nó có lỗi nha, những lỗi cơ bản nên em để giá tốt cho mọi người dùng nha. Em để 190k nha. Lưu ý giùm em là 190k nha. Thì em cũng nói thực tế một điều luôn, là tiền nào của nấy nha mọi người. Tiền nào của nấy nha. Bản thân em đi bãi cũng vậy luôn. Đồ đẹp em phải mua giá cao, đồ mà nó vừa vừa thì em mua giá nó vừa vừa ha. Lúc này bãi giờ đồ đạt nó tương đối hơi hiếm chút mọi người ơi. Không gà em đi bãi mấy chiếc mà không có đồ nhiều chứ. Hàng quá giờ ít lắm. Bên Nhật nó lựa đồ đẹp hết mẹ nó ơi. Về đây không còn nhiều đồ chứ. Thì thôi bây giờ em cho mọi người xem màn hình trước ha. Găng miệng là còn ok nha. Đây em chưa vệ sinh luôn á, em mới về đó, em mới chùi dầu sơ sơ à. Đó thì nó xây 7R. Cái chỗ này nè,
nó có mài nhẹ nha, nó mài nhẹ nó cho vô cái chân cái khâu này nè, nó nè anh em thấy không nè, nè nó mài nhẹ, có nghĩa là nó mài gì là đang cho khi mình bóp vô nó sát vô nữa đó, nó dễ hơn nữa. Rồi cái thứ hai nữa đó, con ốc này thì nó hơi xấu một chút nha, lưu ý giùm em nha, con ốc cái chỗ này nó hơi xấu một chút nè ha. Thì tình trạng sản phẩm em đều báo rõ mọi người hết ha, mọi người cố gắng nghe kỹ và xem kỹ giùm em ha. Thì trong lúc em mô tả có gì thiếu sót đó thì mọi người cứ nhắn em ha, gửi nhắn qua Zalo em đi, em gửi thêm hình chi tiết hoặc là quay một video ngắn đó em gửi mọi người tham khảo ha. Ngoại hình thì tương đối nha, ngoại hình tương đối thôi nha. Dưới chỗ này nè, chỗ này nó có mài nhẹ nha, nó mài bển luôn á, em mới biết nó kẹp cái gì mà nó mài nè, nè nó dấu mài nè, nhưng mà cái găng chính là còn ok. Rồi để em đo chiều dài mọi người tham khảo ha, chiều dài nó khoảng 18-19 cm nha mọi người. Đó thì mã 52 này đó là một cây kìm bấm tớp, nó 190k thôi nha, lưu ý nha là nó tương đối thôi nha, nó có một hai lỗi nha, thì tiền nào của nấy nha mọi người, lưu ý giùm em nha. Đó thì có lỗi là em bao lỗi hết để nhằm khi tới tay mọi người cho nó vui vẻ ha. Rồi mã kế tiếp, mã này là không lỗi luôn nè, mã này là đẹp xuất sắc luôn nè. Mã 53 này đó là một cái tiếp mở Mugi Honda 16 nha, 60k, nó xài đầu, nó xài cần 38, cần 38. Cái đầu này đầu 16, đầu 16 này đó thì ở trong này nó có một cao su mềm nè, để khi mọi người gắn cái Mugi vô á là nó giữ lại nha. Cao su mềm thì thường thường nó hai dạng, một là 500, hai là cao su mềm. Đầu này đầu đẹp luôn nha, đẹp xuất sắc luôn, gần như chưa sử dụng luôn nè. 16 nha. Đầu 16 để dán bán bít cái số này để em xé cái giá tiền ra. Nè mọi người. Chiều dài. Chiều dài khoảng 6.5 cm nha mọi người, khoảng 6.5. Mới chưa dài nha. Rồi mã 53 này là 60k luôn. Thì cái này có gì anh em mua kèm sản phẩm khác cho nó tiện ha, tiện cho vấn đề vận chuyển ha. Mã kế tiếp, mã 54, 140k. Một cây mở đá đa năng của top nha. Gần như chưa sử dụng nha mọi người, gần như chưa sử dụng luôn. Cái này theo em nghĩ chắc chưa sử dụng luôn á mọi người ơi. Mọi người xem là hai cái đầu chốt của nó nè, không có dấu luôn nha. Đó. Không có dấu luôn. Nó nằm bãi nên nó có chút đỉnh nhâm nhẹ, nhưng mà cái này là xuất sắc luôn nè. Mới tin luôn. Cái này thì khỏi mô tả nhiều hết mọi người, nó gần như mới rồi. Mở tối đa của nó là khoảng tới 4 mấy lần á, nhưng mà thường thường đá mịn đây đâu có dữ vậy. Thì chiều dài nó khoảng 19 cm nha mọi người, khoảng 19 cm. Đó. Rồi mã 54 này là 140k, 140k. Mã 55. 55 nó giống gì luôn nè, nhưng mà cái này thì nó bị mắc cái miếng giấy. Cái đó thì nó còn miếng giấy. Thì cái này là một cặp ha, một cặp. Thì mã 55 này đó là một cặp cắt cành trên cao ha. Cắt cành trên cao thì anh em về nối cán á, nối cán vô. Nối cán vô. Cắt cành trên cao nha, lưu ý giùm em nha, cắt cành trên cao nha. Cặp này là đẹp cực kỳ luôn, gần như chưa sử dụng luôn. Găng cỏ là còn ok luôn nha. Nhưng mà là nó lý do là nó là thép á, nên nó dễ bị hoen lắm. Mưa nắng chút ít thì nó bị quen liền, nhưng mà găng còn rất là đẹp nha, bén lắm nha, còn xước tay lắm. Thì cái này thì nó găng nhuyễn, ơ lộn, găng to nha mọi người, găng to nha. Đây để em cho mọi người xem màn hình nó cái đi rồi em đo kích thước mọi người tham khảo ha. Đó. Cái này á, cái này cái có đồ mà nó kẹp cây vô luôn nè, là thằng này nó chỉnh được 3 nắp rồi ha. Đây, 1 lỗ, 2 lỗ, 3 lỗ nè ha, chỉnh được 3 size. Chỉnh được 3 size. Rồi cái này mọi người đưa cái cây vô đây nè, mọi người kẹp cái này lại nè. Nó kẹp này lại nè. Nó kẹp lại. Thường thường những cái cây cắt cành trên cao của Nhật mà loại cây liền đó, nó cũng thân vuông á. Em nghĩ là mọi người có thể để dựa này vô nè. Để em đo mọi người tham khảo cái lỗ này ha. Đó. Thì cái này là lỗ vuông nha mọi người. Nó khoảng 20 á, khoảng 20 mm á, khoảng 20 mm. Rồi chiều dài của cái lưỡi này đó là tổng thể là khoảng 35 ha. Khoảng 35 tại cái thước của em 30 rồi nó thêm khúc nữa. Còn cái lưỡi nhỏ này đó thì nó khoảng 32. Cặp này là chưa sử dụng luôn nha mọi người, đẹp cực kỳ luôn nha.
đi cái này thì nó bị thiếu cái hộp thôi, thiếu một giấy ở ngoài thôi, cái kia thì nó còn. Rồi mã 55 gồm hai sản phẩm này là 230k nha mọi người. Cái này anh em là bên công trình này kia đồ mua xài ngon lắm. Mã kế tiếp là giống hịch luôn, nhưng mà thằng này thì nó một sản phẩm nha. Đó, mã 56 này 190k, mã này thì nó đẹp hơn mã kia luôn. Lý do là nó có bọc nó bảo vệ á. Cái kia cũng vẫn mới nhưng mà cái kia nằm ngoài bọc á nên nó có bị ố nhẹ tí, còn cái này trong bọc nó sáng hơn. Đó, cái mỏ này thì nó mỏ trơn. Thằng kia thì mỏ nó có cái lợi nó giữ lại ha. Đẹp xuất sắc luôn nè mọi người. Đó. Anh em nào lấy hai mã này về là xài là biết bao lâu luôn. Nó là vẫn là găng nhuyễn luôn nha, ở lộn găng thưa luôn nha mọi người. Cái lỗ này giống hệt lỗ kia luôn đó, nó khoảng 20mm á. Nè đây là cái khóa này nha mọi người, cái khóa nha. Thì chiều dài bằng cái kia luôn đó, khoảng 35 á, khoảng 35cm. Nè cái vỏ của nó luôn nè, đưa vô ngay chân luôn nè. Rồi mã 56 này là 190k nha mọi người, 190k. Mã 57 đó là một cái dao gọc giấy của Alpha nè, Alpha Cute. Thằng này đó là nó khóa tự động nha, khóa tự động, khóa nhanh á. Mọi người nó tiện lắm. Thì nó gồm, nhưng mà cái này anh em lưu ý giùm em, nó là lưỡi nhỏ nha, nó là lưỡi nhỏ. Lưỡi này thì mình xài những việc gọn gọn được lắm. Nó lưỡi nhỏ nha. Đó. Mã 57 này đó là 140k, là gồm một cây dao này và 50 lưỡi nha, 50 lưỡi. Đây. Cái hộp này mới chưa xài luôn đó, nè 50 lưỡi nè. Nè mọi người. 50 lưỡi. Giá bên nó, giá mới đó là 550 yên là tính ra nhiêu tiền Việt mình ta. Bên này em cũng chưa nhận, em cũng không biết luôn. Đó nè. 50 lưỡi. Lưỡi cực kỳ đẹp luôn nha, mới chát luôn. Lưu ý nha, nó là lưỡi nhỏ nha. 50 lưỡi và một thân dao vậy nha. 140k, 140k màu vàng luôn. Để em đo thử cái lưỡi của nó, lưỡi này lưu ý là em nó là thân nhỏ nha. Cái lưỡi của nó chắc khoảng 4mm á. Khoảng 4mm. Thì nó là lưỡi nhỏ đó mọi người, nó lưỡi nhỏ đó. Tại nó nhiều dạng lắm. Lưỡi nhỏ, lưỡi chung, lưỡi vừa và lưỡi lớn nữa. Có lưỡi lớn nữa. Nhưng mà thường thường lưỡi này với lưỡi chung là nhiều nhất. Có lưỡi vừa chứ. Rồi, mã 57 này là 140k. 140k cho hai sản phẩm này nha. Mã 58, mã này mới đọc nè, hiếm nè. Mã này 100k nha mọi người, lưu ý giùm em nghe. Mã này 100k, một cặp vít lùng của 7 chú lùng nè. Đặc biệt nó là của KTC nha mọi người, KTC luôn nè. Đó. Thì mọi người đã biết rồi, thương hiệu KTC thì mọi người biết rồi ha, chất lượng nó quá đảm bảo rồi. Đầu nó có 500 nhẹ nha, đầu nó có 500 nhẹ. Đầu cặp này còn cực đẹp nha. Cái cây này á, thì cái hiệu này nó hay bị chóc lắm, tại em gặp thường rồi, nó bị chóc thường lắm. Nó là KTC luôn đó mọi người, nhưng mà nó bị chóc cái mạc bên đây nha. Đó. Nó BH2 nha mọi người. 7 chú lùng nha, đẹp lắm. Thì chiều dài của nó là khoảng hơn 7cm chút xíu nha mọi người, hơn 7cm chút xíu. Cực đẹp luôn nha, hàng này cũng hàng độc luôn nha mọi người. Nó cũng có nhưng mà không nhiều nha. Đầu còn cực đẹp luôn nha. 1 cộng 1 trừ. Nó có 500 hít nhẹ tí. Rồi mã 58. 100k nha mọi người, 100k. Mã 59. Mã 59 là một cây kìm cắt tuốt dây điện của Mỹ nha, nhưng mà nó bị mẻ ở ngoài này chút xíu nè. Đó. Nên em để giá tốt cho mọi người dùng nha. Nhưng mà mẻ cái này không có ảnh hưởng đáng kể nha. Thường thường đa số đó mình cắt là mình cắt phía trong á, phía trong cậy này nè. Đó. Một là nó đủ lực, hai đó là nó bền cái kìm nữa. Cắt ở ngoài nó dễ bị mẻ lắm. Nên mọi người găng cỏ là còn ok hết nha. Em thử rồi ok lắm. Tại quay bắt chợt quá nên em không có đem cộng dây điện ra được. Thông số nè. 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6. Của Mỹ luôn nha mọi người. Đấy, nó thấy không? Cái mặt thì nó có hoen chút ít nha, mặt này đẹp. Đẹp xuất sắc luôn. Nhưng mà lưu ý giùm em nha, nó có bị mẻ đây tí xíu nè, nó mẻ chỗ lưỡi cắt nha. Cái loại này thì nó không có lò xo nảy nha. Zin của nó là vậy nha, chứ không phải là mình làm mắc lò xo nha mọi người. Rồi, mã 59 này là 110k nha.
nó ngào nó ngay nó bị lỗ nhẹ thì mình để giá tốt cho anh em dùng ha. Tại bản thân em là chỗ anh mua em cũng coi nó miếng bị lỗ thì em mua nó cũng nới hơn bình thường. Mã 60 là một cặp kìm lạ nghe, 250k. Cái này anh em về sưu tầm hoặc là thấy cái nào phù hợp với mình đó mình mua mình xài cũng được nữa. Cái cây này mới độc nè. Nó cây này là thép luôn nè. Đây nè, chữ ở trên miếng vải nè. Nó còn luôn một cái tem nè. Đó. Anh em thấy cái khóa của nó nè. Cái khóa của nó là biết hàng nó, hàng nó đẹp rồi. Phá zin đó nha, phá zin luôn á. Phá xài da luôn. Còn cái này nó kẹp cái gì thì em không biết nha. Ở trong đây nó có một cái lớp dạng như lớp giấy vậy đó. Lớp giấy dầu vậy đó. Nhưng mà còn cực đẹp nha. Đó, để em cho mọi người xem ngoại hình xong bắt đầu em mới cho mọi người xem cái kích thước ha. Còn cái cây này. Đó. Cây này thì nó có chữ bên đây nè. Nó chữ Jun vậy nè. Mỏ này mỏ xéo nghe, mỏ lời nha, xéo lời nha. Đó. Cái này còn đẹp lắm. Miệng trên miệng dưới còn ok hết. Nó kẹp cái vặt tròn ở giữa này á, vặt này em nghĩ là khoảng 3 ly. Khoảng 3 ly, cái lỗ nó kẹp được khoảng 3 ly. Rồi đem đo chiều dài mọi người tham khảo ha. Chiều dài của cây nhỏ này đó là nó khoảng 20 cm ha. Cái miệng của nó đó, cái độ dày của miệng á là khoảng 18 mm. Khoảng 18 mm. Rồi cái độ dày miệng cây còn lại á là nó khoảng 32 mm. 32 mm đó. Chiều dài tổng thể của cây còn lại á là khoảng 22 cm ha. Khoảng 22 cm. Cái cây này phá zin nó còn luôn nha, phá zin luôn, phá da luôn, đẹp lắm đó. Cây này là gần như chưa dùng nha. Gần như chưa dùng. Thì nói chung cái này nó lạ, anh em nào mua về sưu tầm hoặc là thấy nào phù hợp với mình đó thì mình mua ha. Rồi mã 60 này là 250k nha mọi người, 250k nha. Lâu lâu mới gặp cặp lạ lạ gì. Mã kế tiếp. Mã 61 150k, mã 61 150k, một bộ dũa nha. Em đảm bảo mọi người là hàng Nhật bãi hoàn toàn nha, nhưng mà cái này chắc nó mắc giấy hay gì rồi á. Đó. Thì cái này nó thường thường nó ngon hơn mấy bộ kia là nó được 6 cây. Còn những bộ thông dụng thì nó khoảng 5 cây. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6 nè. Đó. Đẹp nha mọi người, còn rất là đẹp luôn nha. Có dùng rồi nhưng mà dùng lướt à. Bán nguyệt nè ha, vuông nè ha, tròn nè ha, tam giác nè. Rồi chữ nhật nè, chữ nhật nè. Hai cây chữ nhật nè, cái chữ nhật nhỏ, chữ nhật lớn nè. Đó. Rồi đem đo chiều dài mọi người tham khảo ha. Để em coi trên cán nó có hiệu gì không ta. Nhưng mà không có hiệu rồi. Không có hiệu này thường thường là chắc nước thứ ba xuất qua nhiều. Nhưng mà nó ưu điểm được cái là nó còn đẹp, với thứ hai nó được 6 cây. Thì chiều dài bạn này đó là nó khoảng 17 cm, bao gồm luôn cán nha mọi người, bao gồm luôn cán nha. Đó. Còn đẹp nha, còn rất là xước tay nha, cái này nó có dùng lướt nha. Nó có dùng lướt. Nhưng mà cái này em nghĩ hình như là nó vũ nhôm nè, nên cái mặt nó trắng tươi à. Rồi mã 61 này đó là 150k ha. 150k. Anh em mà xài gọn gọn mua bộ này về xài cũng đủ luôn á. Mã 62. Mã 62 này đó là 100k, một cây dao của anh em câu cá nha. Hoặc là anh em nào đi phượt á mua xài cũng được. Đây. Đó. Nó của Daiwa Alex nè. Nè fit nè. Dao. Đó. Thì em biết là Daiwa này là nó chuyên về câu cá đó, dụng cụ câu cá đó. Một cái dao này của anh em cần thủ nè ha. Hoặc là anh em nào mà đi phượt á, hoặc là đi dùng linh tinh này kia, cái này xài cũng phù hợp lắm. Đây nó ship vậy nè mọi người, nó bỏ túi đồ an toàn lắm nha. Ở đây nè, nó có một miếng cao su mềm nó bảo vệ lưỡi nè. Chiều dài á, chiều dài mà chưa mở lưỡi ra đó là nó khoảng 12 cm ha. Khi mở lưỡi ra rồi á mọi người phá lại gì nè, nó cứng cáp lắm nha, nó như một cây dao bình thường á, nói chung là dụng cụ đi phượt á. Nó khoảng 21 cm nha. Cái này là dụng cụ đi phượt nha. Rồi. Mã 62 100k nha mọi người, mã 62 100k nha.
Đó, một dụng cụ câu cá nha. Mã 63. Mã 63 này đó là nói chung cái này thì để anh em sưu tầm hoặc là chế đi quay này kia đồ gọn gọn đó ha. Cái mẫu này lâu lâu mới gặp nha mọi người. Thì mẫu này đó thì nó tổng thể nó vậy nè ha. Cái này là mới đó, đẹp cực đẹp luôn. Em cho mọi người tham khảo ngoại hình xong đi em đo kích thước mọi người tham khảo thêm ha. Mã 63 này là 190k nha, một cây khoan. Nó như cây phang bàn vậy đó. Nhưng mà nó phang bằng tay, phang bằng cơm đó mọi người. Thì mấy thằng nhỏ nhỏ này thường thường nó kẹp được khoảng chừng 4 ly, 3 ly, 4 ly nha mọi người. Đầu kẹp nó hơi cứng nè. Đó. Đây mọi người để xuống vậy nó xây vậy nè. Cái lò xo đè xuống nha. Đó, ví dụ như mình để cái giặt gì đó vô đây. Nhưng mà cái này thì em nghĩ chắc kè phan được, nó có nhẹ nhẹ, con gọn này kia được nha. Để xuống cái đè xuống vậy nè. Đó, đè nó xuống. Mình pha từ từ vậy nè. Hoặc là mọi người về trưng bày cũng đẹp đó, tại nó lạ nó độc nè. Mẫu này ít có lắm, lâu lâu thiệt lâu mới gặp con cái nè. Cái thằng này chất thằng nhôm, thằng trên thằng nhôm. Còn cái cán đứng nó là cán kim loại á. Đẹp lắm nha. Còn mới tinh luôn. Đế là đế Mica. Rồi để em đo chiều dài tổng thể mọi người tham khảo ha. Chiều dài tổng thể là nó khoảng 19.5cm nha mọi người. Đó. Cái gối ở trên này đó là nó khoảng 6.5cm. Cái đế dưới này đó là khoảng 10. Mặt ngang này nó khoảng 7.5. Phải bằng 7.5 ha. Này nó dày lắm, này dày này chắc khoảng 8 ly quá. Nó Mica. Rồi cái này anh em sưu tầm đồ kia cũng độc lắm à. Lâu lâu mới có mẫu giống vậy. Rồi mã 63 này là 190k nha mọi người, 190k nha. Hàng hiếm á, hàng hiếm đó. Mã 64. Mã 64 đó là một cái cờ lê đa năng ha, cờ lê đa năng. Mở ốc gãy này kia rồi đó mọi người. Mở ốc góc hẹp này kia hoặc là mở ốc trượt đầu rồi đó. Tình trạng cũng còn khá đẹp nha, có sử dụng rồi nhưng mà còn đẹp lắm nha. Găng thì có chạy tí xí. Đó. Rồi để em đo thử coi nó kẹp được ốc nhiều ha. Nó kẹp được khoảng 23 mm á. Nhưng mà mình kẹp nhỏ hơn chút xíu á thì cái thao tác mình nó dễ hơn, dễ dàng hơn. Đó. Nó dày lắm nha mọi người, nó dày lắm. Thì mã 64 này là 220k. Nó bẻ được nha. Nó ưu điểm là nó bẻ chỗ này nè ha. Nó bẻ nó quay vậy nè mọi người. Đó, nó quay vậy nè. Cái cán nó quay như quay máy dầu vậy đó. Đó. Nè, cán này cán nó cán xoay nha. Qua lại được hết luôn nha. Đó. Rồi đem ra chiều dài mọi người tham khảo ha. Rồi em cho mọi người xem màn hình lại cái nữa ha. Chiều dài tổng thể là khoảng 23.5cm, khoảng 23.5cm. Mình thịt nó khá dày nha, mình thịt khá dày nha. Rồi mã 64 này là 220k nha mọi người, 220k. Mã 65. Mã 65 này đó là 150k một cây mỏ hàng nha. Cây này của thằng HKC là của Hồ Giang đó mọi người, HKC Hồ Giang nè. Đó. Thì thằng này là 100V, lưu ý giùm em nha, nó là 100V 30W nha. Em đã test rồi, rất là nóng, rất là ok nha. Tình trạng còn khá đẹp nha. Đây, mọi người xem nè. Nó đóng logo trên thân luôn nè ha. Cán gỗ nha. Cán gỗ cầm im tay lắm. Nó đầu gì nè. Đầu giác cạnh nha. Đầu giác cạnh nha. Đó. Em test rồi, nghe nóng ok nha. Nhưng mà mọi người lưu ý giùm em nghe. Nó là điện 100V nha. 30W nha. Để trong khi về ghim lộn 220 là cháy á. Rồi mã 65 này là 150k nha. Nó có một cao su chống gãy luôn nè. Cái đuôi chuột chống gãy nè. Mã 66. Mã 66 này á thì cái nào nó ngang ngoại hình nó tương đối nên em để giá tốt cho mọi người dùng ha. Một cái cần tự động 1/2 á, 1/2 là 12.7 á. Nó của thằng KTC nè. Tình trạng là tương đối nha, ngoại hình thì tương đối thôi nhưng mà hoạt động ok nha.
Cây này thì em nghĩ nó dùng cũng không nhiều nữa, nhưng mà nó nằm mưa nắng á, rồi nên cái bề ngoài nó có bị hoen xét chút ít nha mọi người nè. Đó, thấy không, độ gơ nó không đáng kể nè, là em nghĩ nó ít dùng á. Nè mọi người nghe cái tiếng của lưỡi gà nó nè, đó. Cái tiếng này á thì mọi người dùng đồ cơ khí mọi người biết rồi đó, là tất nhiên là nó còn tốt lắm á. Thì cái nào nó ngay ngoại hình nó cũng hơi bị hoen, nên em để giá tốt cho mọi người dùng. Cái này nó đẹp, nó tầm 300 ngàn cây á, tầm 300 ngàn cây á, mà giờ nó ít hàng nữa. Rồi mã 66 này là 200k nha, em đo chiều dài mọi người tham khảo ha. Thường thường những cái đầu mà nó lớn gì nó bền lắm, ở trong nó dày dặn, còn những đầu nhỏ thì đồ nó hơi mỏng manh hơn nên nó không bền bằng ha. Chiều dài tổng thể là khoảng 26.5 ha, dày dặn lắm. Thì thương hiệu KTC thì mọi người biết rồi ha. Rồi mã 66 này là 200k nha mọi người, 200k nha. Thôi nó hơi xấu rồi, thôi để giá tốt cho mọi người dùng. Chỗ em gần máy sông á, nên ghe cộ qua lại thường lắm. Em ở miền Tây á, nên sông nước mà, miền Tây sông nước á, nên ghe chạy thường lắm. Rồi mã 67 này là 280k, một cây thước gốc nha. Thì nói chung này nó xài cũng cho nhiều việc lắm. Anh em bên thợ này kia ta xài nhiều lắm. Đó, thì xài linh tinh ở ngoài, hoặc là mọi người đưa vô máy cưa đĩa đó, máy cưa đĩa xài cũng nhiều lắm. Cho nên hơi gích tí xíu, để chút xíu nhỏ mới nhớt vô cái số bọng còn rõ ràng ha mọi người, số bọng còn rõ ràng ha. Đó, đây số còn rõ băng luôn, cái miếng giấy nó còn đây luôn nè. Thì cái này về mọi người gạch lại giùm em cái ha, cái giấy nó còn luôn nè. Đó, cái này cái khóa nè, nó đó. Đó, đó cứng rồi đó, mở ra thì tình trạng còn khá đẹp nha, tình trạng còn khá đẹp nha. Nó là thép không gỉ nha mọi người, nó của Shinwa chip cánh cục nè, em chưa vệ sinh luôn nên nó hơi bụi dơ nè. Cái này mọi người đưa vô máy cưa đĩa xài cũng ngon lắm. Rồi đem đo chiều dài cho mọi người tham khảo ha, số độ này kia còn rõ ràng nha mọi người. Chiều dài nó là khoảng 35cm nha mọi người, khoảng 35cm ha. Rồi mã 67 này đó là 280k nha mọi người, số này kia còn ok hết nha. Đó, thân hình này kia còn chuẩn nha. Đó là thép không gỉ á, em chưa rửa luôn á, em mới về thì thấy em đăng lên luôn ha. Mã kế tiếp, mã 68, mã 68 là một cây sủi, thằng này của thằng Taijima. Cây sủi dây tự nhiên mà tình trạng thì cũng còn khá đẹp thôi nha, chứ không xuất sắc lắm nha. Thì cái cán thì nó đẹp lắm, nhưng mà cái đầu này thì nó hơi bị quen chút ít nha. Thì em để giá tốt cho mọi người dùng ha. Mã 68 này đó là 170k, em tặng kèm 3 lưỡi nha, em tặng kèm 3 lưỡi dao nha, 3 lưỡi dao gọt giấy á. Thì cái sủi này nó xài dao gọt giấy thông dụng của mình đó nha. Đây mọi người, em đo mọi người xem cái lưỡi này ha, kích thước lưỡi là khoảng 10cm ha. Ngoại hình nè, nó ok lắm nha, nhưng mà nó có bị quen chút ít nha, do nằm mưa nắng á. Chiều dài tổng thể của toàn thân luôn là khoảng 30cm, khoảng 30cm. Rồi mã 68 này là 170k nha, nó cán còn rất là đẹp luôn nha, cao su mềm mềm, cầm êm tay lắm, vừa tay lắm. Thì em tặng kèm 3 lưỡi nha, tặng kèm 3 lưỡi, 3 lưỡi mới á, nó có bị hoen hoen chút ít nhưng mà lưỡi còn đẹp lắm. Rồi mã 69, một cây dao độc lạ luôn, cán zin luôn nha, chứ không phải là nó, không phải là nó cắt nha. Tại này lý do nè, phải không, nó cái này nó gõ lại nè, đó. Nếu nó cắt là mắc cái này luôn rồi, cầm dễ thương lắm. Đây cái lưỡi nè, lưỡi cũng còn khá lắm nha. Cái này mọi người về mài lại giùm em cái, nó thủ công á nên nhìn nó thô 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 thô, nhưng mà nó thủ công.
cái khâu đó nè. Cái này mọi người về khéo tay mài nhẹ lại giùm em cái là nó bén dữ lắm, bén luôn. Rồi đem đo cho mọi người xem ha. Thì mã 69 này là 200k nha. Gọn tay lắm, đã lắm, cầm nó ngộ ngộ. Đây. Cái này mà chặt xương cũng được nè. Cái chiều dài của phần lưỡi đó là nó 10cm ha. Cái độ cao của lưỡi đó là khoảng 7.5, gần 7.5cm ha. Cái độ dày á, độ dày của lưỡi á là chắc nó khoảng gần 5mm à, gần 5mm, chắc khoảng 4 á ha. Chiều dài tổng thể ha. Chiều dài tổng thể là khoảng 23cm. Để em cân cho mọi người tham khảo luôn. Khoảng 400g. Cầm vừa tay lắm, nó cầm ngộ ngộ. Đây, em cho mọi người xem ngoại hình lại cái. Cái nước thép nó rất là đẹp luôn nha. Nó còn bén luôn á, còn bén bén luôn á. Nhưng mà mọi người muốn bén hơn về mài nhẹ lại cái. Đó. Thì mọi người nào mà khéo tay á, mài lại ha. Rồi, mã 69 này là 200k nha mọi người. Mã 70. Mã 70 này đó là một cái đe tay 190k ha. Hôm bữa em cân đâu là nó khoảng 800-900g gì đó. Để em cân lại cái nữa đây. Gần 800g, gần 800g cái đe tay. Còn rất là mới luôn nha. Nhưng mà nằm bãi mưa nắng đó, nên nó có bị hoen, nó bị có bị bong chóc lớp mặt chút xíu nha. Đó, em cũng chưa vệ sinh luôn. Tại có một số cái mình để vậy nè, về anh em tự vệ sinh để cảm nhận đồ của nó. Em vệ sinh mà quấn mạnh quá, đồ nó bay đi cái lớp thép á, đồ nó không có đẹp. Thì chiều dài là khoảng 20cm ha. Cái mặt ngang của nó đó là khoảng 4cm. Cái mặt dài của nó đó là khoảng 5cm, gần thôi nha, gần tới á. Cái này còn cực đẹp luôn nha, nhưng mà nằm mưa nắng á, nên nó có bị quen lớp mặt nè, có gỗ lớp mặt chút xíu nè. Mọi người về lấy giấy nhám mịn á, để lên mặt kiến á, rút tới rút lui vài cái là bắt đầu là nó phẳng gan à. Giấy nhám mịn mình á, giấy nhám mịn mình để lên mặt kiến á, mọi người cầm gì nè, kéo tới cái lui gì là nó phẳng gan à. Rồi mã 70 này là 190k nha, một cây đe tay nha. Thì mọi người cầm tay gì làm cũng được nè, hoặc là mọi người đưa lên khúc gỗ cũng được nè, hoặc là đưa vô cái đe lớn cũng được nữa, cái đe lớn nó có cái lỗ á. Đó. Rồi mã 70 này là 190k. Thường thường những dòng đe tay này cũng thỉnh thoảng mới gặp ha. Mã kế tiếp, mã 71 này đó là 240k. 240k một cây Eto hàm măng cá nha. Nhưng mà tình trạng nó xấu nên em để giá tốt cho mọi người về xử lý lại dùng ha. Tình trạng nó xấu em để giá tốt lại cho mọi người về xử lý dùng ha. Thì nó cũng không phải là xấu gì. Cái hàm nó còn rất là chuẩn nha. Cái măng cá nó còn rất là chuẩn luôn. Nhưng mà nó bị mẻ cái này nè nghe mọi người. Đó. Nó mẻ cái mặt kẹp á. Mẻ cái mặt hàm nè. Cái miếng bên đây thì còn ok ha. Cái bên này thì mẻ nè. Bể nha, lưu ý nha, nó bể nha. Dưới cái tay dặn này nè. Tay dặn này thì nó hơi xấu một chút. Nhưng mà còn dặn ra dặn vô thì nó rất là ok nha. Cái đe mini nó còn luôn nè. Thì cái nào nó ngay thì nó lỗi thì mình để giá tốt cho anh em về xử lý ha. Nếu mà cái này nó đẹp, cái giá nó mắc lắm, nó cao lắm. Thì bản thân tụi em đi bãi mà mua nó lỗi thì tụi em mua cũng rẻ. Thì tụi em để giá rẻ cho mọi người dùng ha. Thì cái miệng này đó nó mở ra được là khoảng 35 à. Tại nãy mở chưa hết ra, chắc khoảng 35. 35, 36 được ha. Tại nó còn khúc nữa nè. Đó. Rồi cái chiều ngang của nó là khoảng 42mm, khoảng 42. Nó mở ra được chắc khoảng cũng cỡ còn ra được nữa nè. Nó mở được chắc khoảng 40 á. Hôm qua cân đâu khoảng 1.2 kg á, khoảng 1.2 kg. Rồi mã 71 này là 240k nha. Lưu ý nha là nó xấu nha. Mọi người về xử lý lại giùm em ha. Nhưng mà cái đường gây của nó đó, với cái độ chuẩn của nó là còn nha. Cái gần phía dưới nó xấu một tí nè. Với cái miệng này nó bị mẻ nha. Nhưng mà nó miệng hàm, nó hàm gời mà, mọi người về xử lý lại. Anh em là kiếm miếng thép rồi đó, đưa nó vô. Rồi mã 71 này là 240k.
Mã 72 này là 120k là một cây bấm lỗ da ha. Bấm giấy bấm lỗ da này kia rồi đó. Nó chỉ bấm lỗ da thôi nha. Cái này bấm vô là không được nha, tại lý do nó lớn lắm. Cái khâu nó lớn lắm. Đó. Cái lỗ nó lớn hơn lỗ bấm da nịt nha. Thằng này nó có tên tuổi rõ ràng luôn á, nhưng mà nó chỉ bấm lỗ da thôi ha. Nó được 3 lỗ nha. Nó được 3 lỗ. Để em đo thử cái lỗ mọi người tham khảo ha. Này lỗ nó hơi lớn nha, bấm vô là không được nha mọi người. Bấm lỗ da, bấm lỗ giấy này kia rồi đó. Cái lỗ của nó là khoảng chắc khoảng 7 mm á, khoảng 7 mm á. Đó. Đây, mọi người thấy không? Này, chỉnh ok luôn nè. Đó. 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 Còn được cái bảo vệ nha. Rồi mã 72 này là 120k hả mọi người, 120k. Mã 73, mã 73. Một cái vòi nước nha, một cái vòi nước của Cucadai nè. Cái logo này là của Cucadai nè. Đây, đó, dấu tiêu chuẩn Nhật Bản nè ha. Giò này là cực đẹp luôn nha mọi người. Mã 73 này là 370k nha, 370k nha, giò còn cực đẹp luôn. Đẹp xuất sắc luôn á. Thì cái giò này đó thì nó là cái đầu nó gặp gù được nha. Giò này nó xài gen 21 thông dụng tại Việt Nam mình nha. Nó Cucadai. Thì theo em tìm hiểu là Cucadai này đó là bên Nhật giá nó thường thường cao hơn mấy người kia đó. Nó cao hơn mấy người kia cùng loại á. Cái đầu thẩm mỹ nó rất là cao nha. Xe này kia cũng đẹp lắm. Đó. Ngoại hình là xuất sắc luôn nha, xuất sắc luôn nha. Cái này là gần như là dùng lướt luôn á. Để em cho mọi người tham khảo phía trong cái ruột của nó. Thằng này thì nó là chất liệu đồng thau nên mọi người xài nó bền lắm. Cực kỳ bền luôn. Nó cái ruột nó nè. Cái gon nó là gon ghề nè, thấy không? Mọi người xài nó tiện lắm, nó. Đẹp lắm. Cái này là xuất sắc luôn á. Nó là gen 21 thông dụng, chất liệu này là chất liệu đồng thau nên mọi người xài gần như là mọi môi trường nước Việt Nam mình xài là ok hết luôn á. Nhưng mà những cái môi trường nào nó hơi mặn mặn chút xíu thì nó không bền bằng môi trường nước ngọt ha. Gen 21 thông dụng nha mọi người. Ngoại hình là tuyệt đẹp luôn nha. Rồi mã 73 này là 370k nha. 370k. Cực đẹp luôn nha mọi người. Lâu lâu mới có được cây đẹp như vậy ha. Mã 74. Mã 74 là một cây vít nhắn tự động nha. Đó. 200k. Nó gồm hai đầu ha. Một đầu cộng nè, một đầu cộng này là BH2, một đầu trừ ha. Thì cái đầu cộng này là zin của nó nè. Còn cái đầu trừ này là em kiếm nó hàng bãi em lắp vô nè, tại thường thường đa số nó về nó bị hay bị thiếu lắm. Đó. Ngoại hình là còn rất là ok nha mọi người, rất là ok nha. Nó của thằng Tokyo Nippon nè. Thằng này thường thường chất lượng nó cũng cỡ best sale á. Cái vít này nó nhiều công năng lắm nha. Đây ở giữa là khóa nè, ở giữa là chết rồi ha, cố định ha. Trái phải đảo chiều ha. Rồi bắt đầu để em đưa vô. Đó. Đó để em đo. Chiều dài tổng thể chưa bao gồm mũi đó là nó khoảng 30 cm nha mọi người, khoảng 30 cm ha. Ngoại hình còn đẹp lắm nha. Cán bọng này kia là còn ok. Ok hết luôn á. Để em khóa nó vô một cái. Đó. Mọi người đó. Khi phá vô rồi đó mọi người làm một cái vít bình thường, trái phải đảo chiều được luôn. Đó. Rồi cái vít chết nè. Bật cái giữa ra. Đó. Rồi mã 74 này 200k. Một cái vít tự động ha. Nó có phá luôn nha mọi người. Đó. Bao gồm hai đầu đi kèm ha. Mã cuối cùng mã 75. Một bộ sủi nha. Thì mã 75 này đó là 200k luôn. Mã 75 này 200k. Nó gồm 3 cây nha. Một cây sủi bản lớn nè, một cây sủi bản dừa nè,
một cây sủi vuông nè, cây sủi vuông này là chưa xài luôn nè, nó còn cái vỏ luôn nè. Cây sủi vuông này là đẹp nhất nha. Đó, để cạo cây này, sủi cây này kia, nó cạo cây rồi á. Đó. Rồi cái cây cán vàng này cũng tương đối đẹp nha. Cái cây này cũng đẹp luôn nha, cái cây cán gỗ này cũng đẹp luôn nha mọi người. Bản cán gỗ này là lớn nhất nha, để em cho mọi người xem ngoại hình xong em đo kích thước mọi người tham khảo ha. Đó. Và một cây cọ đi kèm. Cọ Nhật luôn nha, cọ này là của Nhật luôn á. Rồi, để em đo. Cái chiều dài á thì nó tương đồng nhau hết ha. Chiều dài của bốn bạn này là khoảng 20 cm ha. Rồi cái cây miệng của cây mới nhất này đó là khoảng 5.5 cm. Cái cây cán vàng này đó, cây cán vàng này là khoảng 3.5 cm. Cái cây cán gỗ khoảng 12.5. Nó thường thường đa số này là lưỡi mỏng nha, lưỡi mỏng nha. Còn cái cây cọ này đó, cây cọ này thấy gì chứ nó sắc sảo, nó bền lắm nha, khoảng 7 cm ha. Còn cái cọ này còn ok lắm nha, lông bọng này kia còn ngon lắm á. Rồi mã cuối cùng, mã 75 này là 200k, là gồm 4 sản phẩm này nha mọi người. Quá rẻ luôn, quá rẻ luôn. Rồi em xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem clip của em ha. Rồi em xin chào mọi người, hẹn mọi người clip mới ha.